Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự trưa nay thứ ba, ngày 14 tháng 10 năm 2014 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình với những nội dung chính như sau. Đồng chí Lương Ngọc Bình làm việc với Ban Nội chính Tỉnh ủy. Lễ tôn vinh hội viên Hội nông dân tiêu biểu tỉnh Quảng Bình năm 2014. 9 tháng đầu năm, huyện Bố Trạch đón hơn 622.000 lượt khách đến tham quan du lịch. Những cách làm hiệu quả trong xây dựng nông thôn mới ở Bình Hòa. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, ngày 14 tháng 10, đồng chí Lương Ngọc Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với Ban Nội chính Tỉnh ủy về tình hình thực hiện nhiệm vụ của ban từ khi thành lập đến nay và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Ban Nội chính Tỉnh ủy được thành lập từ ngày 5 tháng 6 năm 2013 theo quyết định số 1232 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Kể từ khi thành lập đến nay, trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã thực hiện tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, Thường vụ Tỉnh ủy về công tác nội chính và phòng chống tham nhũng. Cụ thể, ban đã tham mưu cho Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo sơ kết tổng kết, cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương trong lĩnh vực nội chính và phòng chống tham nhũng. Tham mưu đề xuất cấp ủy lãnh đạo chỉ đạo xử lý một số vụ việc phức tạp kéo dài, đôn đốc kiểm tra giám sát theo dõi nắm bắt tình hình, từ đó yêu cầu các cấp ủy tiếp tục quán triệt đầy đủ các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của Trung ương, của Thường vụ Tỉnh ủy, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nội chính và phòng chống tham nhũng. Đặc biệt từ khi thành lập đến nay, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã triển khai có hiệu quả các giải pháp biện pháp phòng ngừa tham nhũng lãng phí, nhất là đối với các lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh tiêu cực. Từ khi thành lập đến nay, ban đã tiếp nhận và xử lý 430 đơn khiếu nại tố cáo, kiến nghị phản ánh. Nội dung đơn thư chủ yếu tập trung vào lĩnh vực đất đai, hoạt động tư pháp, chế độ chính sách. Cũng trong sáng nay ngày 14 tháng 10, Hội nông dân tỉnh Quảng Bình phối hợp với Ban thi đua khen thưởng tỉnh và Đài phát thanh Truyền hình Quảng Bình tổ chức lễ tôn vinh hội viên Hội nông dân tiêu biểu tỉnh Quảng Bình năm 2014. Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã đến dự. Đây là lần đầu tiên Hội nông dân tỉnh tổ chức lễ tôn vinh nông dân tiêu biểu nhằm động viên tôn vinh các hội viên nông dân tiêu biểu xuất sắc trong sản xuất kinh doanh, xây dựng nông thôn mới và trong phát triển kinh tế xã hội ở nông thôn. Tại buổi lễ này, có 60 nông dân tiêu biểu được lựa chọn từ 157 cơ sở thuộc 8 huyện hội, thị hội, thành hội trong tỉnh. Đây là những nông dân tiêu biểu nhất, đại diện cho hàng chục ngàn nông dân tiêu biểu đang ngày đêm đóng góp công sức trí tuệ cho sự nghiệp phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới của tỉnh Quảng Bình. Thời gian qua, cùng với phong trào xây dựng nông thôn mới, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng, đã tạo nên làn gió mới ở mỗi vùng nông thôn trong toàn tỉnh. Cùng với sự phát triển đi lên của tỉnh nhà, nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã có nhiều khởi sắc. Và mỗi hội viên nông dân được tôn vinh lần này sẽ là tấm gương tiêu biểu nhằm tiếp tục tạo sự lan tỏa đến toàn thể hội viên nông dân trong toàn tỉnh, thúc đẩy phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi trong nông dân ngày càng phát triển mạnh mẽ. Sáng nay ngày 14 tháng 10, Ban Quản lý Dự án Phát triển Nông thôn Bền vững vì người nghèo đã tổ chức khai mạc hội thảo báo cáo kết quả xây dựng kế hoạch hành động phát triển chuỗi giá trị cấp tỉnh. Trong thời gian qua, với sự hỗ trợ của cán bộ Trung tâm Phát triển Hệ thống Nông nghiệp, cán bộ các cấp thực hiện dự án phát triển chuỗi giá trị, chính quyền và người dân của 40 xã thuộc vùng mục tiêu dự án đã cơ bản xác định được 8 sản phẩm tiềm năng phát triển theo định hướng thị trường. Phát triển các chuỗi giá trị là một trong những hướng đi mới của dự án IFAC. Thông qua việc tiếp cận này, các xã trong vùng dự án sẽ huy động và tập trung được các nguồn lực để đầu tư vào các mô hình phát triển nông thôn có khả năng sinh lời. Với việc xác định các sản phẩm tiềm năng triển khai trên các xã nghèo sẽ thúc đẩy các mối liên kết thị trường và phát triển các chuỗi giá trị vì người nghèo, nâng cao khả năng cạnh tranh trong kinh doanh ở nông thôn, từ đó giúp cải thiện thu nhập bền vững và giảm tổn thất cho người dân. Hội thảo đã nghe các nhóm cán bộ thực hiện dự án đã trình bày báo cáo kết quả của việc xây dựng kế hoạch hành động các chuỗi giá trị như cây ngô, lúa, lạc, cây keo, nuôi bò, nuôi gà, nuôi ong lấy mật và hoạt động sản xuất mây tre đan. Qua hội thảo lần này, nhằm huy động trí tuệ của các đơn vị chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện, các đơn vị tham gia thực thi dự án. Đây sẽ là cơ sở để hoàn thiện bản xây dựng kế hoạch trình lên Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt để nhanh việc thực hiện kế hoạch. Ủy ban nhân dân huyện Lệ Thủy vừa công bố quy hoạch tôn tạo và giải phóng mặt bằng xây dựng di tích lịch sử văn hóa chùa Hoàng Phúc. Căn cứ theo quyết định số 2643 ngày 26 tháng 9 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình,
về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng khu di tích lịch sử chùa Hoàng Phúc với tổng diện tích là hơn 28.000 m², trong đó có việc bảo tồn, gìn giữ các di tích cổ như nền móng di tích còn lại của chùa, giếng cổ. Để chùa Hoàng Phúc sớm được triển khai xây dựng, trước mắt giải phóng mặt bằng đền bù cho 6 hộ di dời, đồng thời tiến hành bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các hộ gia đình cá nhân theo quy định. Sáng hôm qua ngày 13 tháng 10, huyện Minh Hóa đã tổ chức gặp mặt đoàn đại biểu cựu chiến binh gương mẫu đi dự đại hội thi đua cựu chiến binh gương mẫu tỉnh Quảng Bình lần thứ 5 giai đoạn 2014-2019. Đoàn đại biểu cựu chiến binh gương mẫu huyện Minh Hóa dự đại hội có 10 đại biểu đại diện cho 2.864 hội viên cựu chiến binh trên địa bàn huyện. Phát biểu tại buổi gặp mặt, lãnh đạo huyện ủy Minh Hóa đã biểu dương những kết quả hội cựu chiến binh huyện đã đạt được trong thời gian qua và mong rằng đoàn đại biểu cựu chiến binh gương mẫu huyện sẽ tích cực tham gia các hoạt động trước, trong và sau đại hội. Sinh thời, Bác Hồ từng nói, thi đua là yêu nước thì phải thi đua, và những người thi đua là những người yêu nước nhất. Thực hiện lời dạy của Bác, lực lượng cựu chiến binh Quảng Bình không ngừng thi đua trong lao động sản xuất, gương mẫu đi đầu trong các hoạt động của địa phương, góp phần không nhỏ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước. Với mục đích tôn vinh các điển hình tiên tiến xuất sắc của cựu chiến binh Quảng Bình giai đoạn 2009-2014 và vinh dự đón nhận huân chương độc lập hạng 3, Hội cựu chiến binh tỉnh sẽ tổ chức đại hội thi đua yêu nước cựu chiến binh gương mẫu tỉnh Quảng Bình lần thứ 5 giai đoạn 2014-2020. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng QBTV vào lúc 7:30 ngày 15 tháng 10 năm 2014. Mời quý vị và các bạn đón xem. Chương trình thời sự trưa nay sẽ được tiếp nối với những thông tin trên các lĩnh vực đáng quan tâm khác. 9 tháng đầu năm, huyện Bố Trạch đón hơn 622.000 lượt khách đến tham quan du lịch. Những cách làm hiệu quả trong xây dựng nông thôn mới ở Minh Hóa. Nhờ được đầu tư và đưa vào khai thác các loại hình dịch vụ mới hấp dẫn, nên hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn huyện Bố Trạch thời gian qua đã thu hút lượng lớn khách trong và ngoài nước đến tham quan. Trong 9 tháng đầu năm 2014, tổng số lượng khách đến tham quan du lịch đạt hơn 622.000 lượt, tăng 34% so với cùng kỳ. Trong đó khách quốc tế chiếm hơn 66.000 lượt, tăng 44%. Khách du lịch chủ yếu tập trung tham quan khám phá các tour tuyến du lịch hấp dẫn của di sản thiên nhiên thế giới vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng. Ước tính tổng doanh thu về du lịch của huyện Bố Trạch từ đầu năm đến nay đạt hơn 80 tỷ đồng, đạt 103% kế hoạch, tăng gần 44% so với cùng kỳ. Những năm gần đây, do mở rộng đô thị nên diện tích nuôi trồng thủy sản ở thành phố Đồng Hới dần bị thu hẹp. Tổng diện tích nuôi thủy sản đến nay còn 318 ha, trong đó nuôi nước ngọt 236 ha, nuôi nước mặn lợ 82 ha. Trên cơ sở diện tích hiện có, nông dân thành phố Đồng Hới đã áp dụng khoa học kỹ thuật đưa vào nuôi các loài thủy sản có giá trị kinh tế cao. Ngoài những cá truyền thống như trầm cỏ, mè, trôi, các giống nuôi mới đang dần được nhân rộng như cá trầm đen, cá chép lai, cá vược, cá hồng, cá ria, cá đổi mục. Phòng kinh tế thành phố cũng đã hướng dẫn các hộ nuôi trong việc quản lý chất lượng giống, cải tạo vệ sinh ao hồ, quản lý mùa vụ nuôi, đối tượng nuôi, phương thức nuôi cho phù hợp với điều kiện của từng địa phương. Bên cạnh đó, nhiều hộ nông dân đã phát triển mô hình lúa cá kết hợp nhằm tăng hiệu quả kinh tế trên cùng một đơn vị diện tích. Nhờ vậy, sản lượng nuôi trồng trên địa bàn trong 9 tháng của năm 2014 đạt gần 700 tấn. Thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới, hưởng ứng chiến dịch vì một thế giới không có rác, xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch vừa tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về đảm bảo vệ sinh môi trường. Xã biển Đức Trạch có hơn 1.750 hộ dân, phân bổ ở 6 thôn trải dài ven bờ biển. Địa hình thấp trũng, dân cư đông, với đặc thù sóng bằng ngay bám biển khai thác chế biến thủy hải sản. Đây là lợi thế của xã Đức Trạch, nhưng cũng là mặt hạn chế do khó giữ cho môi trường sống xanh sạch đẹp. Xác định điều đó, cùng với việc nỗ lực trong thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới, Ủy ban nhân dân xã Đức Trạch đã chủ trọng tuyên truyền để nâng cao ý thức của người dân. Trong đó, xã đặc biệt đề cao vai trò của chính quyền thôn xóm và lực lượng đoàn viên thanh niên. Như vậy mà ý thức của người dân về bảo vệ môi trường ngày càng được nâng lên. Hình thức tuyên truyền trực quan đã có tác động tích cực đối với ý thức bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp của người dân địa phương. Tận dụng thế mạnh ở các vùng gò đồi, thời gian gần đây
nhiều hộ nông dân ở xã Tiến Hòa, huyện Tuyên Hòa đã mạnh dạn đầu tư phát triển mô hình nuôi gà thả vườn mang lại hiệu quả kinh tế cao. Nuôi gà thả vườn với nhiều ưu điểm như gà có khả năng chống chịu dịch bệnh tốt và tăng trọng khả. Nhu cầu tiêu thụ loài gà này trên thị trường ngày càng tăng. Vì vậy, chính quyền địa phương luôn khuyến khích các hộ gia đình mạnh dạn mở rộng chuồng trại, đầu tư phát triển chăn nuôi với quy mô lớn. Đến nay, toàn xã Tiến Hòa có gần 20 hộ gia đình nuôi gà thả vườn với quy mô từ 200 con trở lên. Với giá bán trên thị trường từ 120 đến 130 ngàn đồng trên 1 kg, thì hướng phát triển theo mô hình này mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân địa phương. Thưa quý vị và các bạn, sau gần 4 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, ở huyện miền núi Minh Hóa đã xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo và đạt được hiệu quả khá tích cực. Đó là cách thức huy động nhân dân cùng chung sức xây dựng nông thôn mới và việc sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí đầu tư của nhà nước trong xây dựng công trình giao thông, trường học. Phóng sự sau phản ánh những cách làm hiệu quả này. Hòa Phúc là một trong hai xã điểm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của huyện Minh Hóa. Xuất phát từ thực tế đời sống của người dân còn nhiều khó khăn, nên chính quyền địa phương đã chủ động sử dụng linh hoạt các nguồn kinh phí do nhà nước đầu tư nhằm giúp người dân giảm tối đa các khoản đóng góp xây dựng nông thôn mới. Cụ thể, trong năm 2014, xã đã sử dụng nguồn kinh phí 3,5 tỷ đồng từ nguồn vốn chương trình 30A của chính phủ và nguồn kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới để xây dựng khu nhà đa chức năng, thiết kế 2 tầng với 6 phòng học cho trường tiểu học và trung học cơ sở Hòa Phúc và hạng mục công trình cổng hàng rào cho trường mầm non Hòa Phúc. Cả công trình được hoàn thành và đưa vào sử dụng đã nâng số tiêu chí nông thôn mới đã hoàn thành của xã lên 14 trên 19 tiêu chí và trở thành địa phương dẫn đầu về xây dựng nông thôn mới ở Minh Hóa. Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của huyện luôn luôn sâu sát để cùng là lãnh đạo và nhân dân trên địa bàn xã Phúc để là tổ chức thực hiện các cái tiêu chí mà mục tiêu quốc gia đã đề ra. Để mà đạt được cái tiêu chí về thu nhập cho người nông dân thì đòi hỏi phải có cái sự là đồng bộ mà trong cộng đồng, trong nhân dân. Thì cái việc mà chuyển đổi đối với cái trồng vật nuôi mang tính chất phải đại trà để là nhân dân trên địa bàn toàn xã đều được hưởng ứng và đều được thực hiện thì lúc đó mới có thể góp phần được về cải thiện về vấn đề thu nhập. Sau hơn 3 năm thực hiện, xây dựng nông thôn mới đã trở thành phong trào có sức lan tỏa đến tận những bản làng xa xôi nhất của huyện Minh Hóa. Có được thành công đó là nhờ chính quyền địa phương đã thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền vận động để mọi người dân biết và chung sức xây dựng nông thôn mới. Xã Trồng Hòa là một trong những địa phương khó khăn nhất của huyện Minh Hóa với trên 85% hộ nghèo, thu nhập bình quân chỉ 300.000 đồng một người một tháng. Tuy nhiên, khi có chủ trương xây dựng nông thôn mới, 20 hộ dân đã tự nguyện hiến 350 mét vuông đất ở cùng với gần 500 cây keo để xây dựng 2 km đường giao thông nội bản. Cái nguồn lực tự có của mình một tức là tự làm sạch gia đình của mình, rồi tự làm sạch là đường thôn bản sẵn có, thì cái đó là huy động được lực lượng bà con bằng ngày công, giờ công thì có thể là làm được. Với thứ hai nữa là những cái công trình của huyện, của tỉnh mà đầu tư trên địa bàn thì bà con nhân dân sẵn sàng là cũng ủng hộ là cả hiến đất, hiến cây để rồi là làm sao tạo điều kiện xây dựng là đường, cơ sở hạ tầng và thậm chí kể cả nhà trường hoặc cả các công sở khác mà có trồng đất đai hoặc là cây cối thì bà con cũng hiện nay là có cái ý thức tự giác để hiến cây hiến đất. Mô hình mỗi tổ chức đảng đoàn thể nhận đỡ đầu cho một trường học đã được Ủy ban nhân dân xã Yên Hòa, huyện Minh Hóa thực hiện và mang lại những kết quả thiết thực. Qua 3 năm thực hiện, địa phương đã huy động được hơn 300 triệu đồng để xây dựng hàng mục các công trình, bê tông các trục đường trong sân trường, hàng rào cổng, cột cờ cho các trường trung học cơ sở, tiểu học, mầm non trên địa bàn xã. Nhờ sự hỗ trợ này, xã Yên Hòa đã hoàn thành được tiêu chí trường học và với riêng trường trung học cơ sở Yên Hòa đã xây dựng được cơ sở vật chất để được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia và được Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình công nhận hoàn thành công tác kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục. Nhà trường đã được đạt chuẩn quốc gia, công tác đầu tiên phải duy trì và củng cố chỉ tiêu của các chuẩn của trường chuẩn quốc gia và tập trung để nâng cao chất lượng, hiệu quả dạy và học. Đảng ủy xã đã có cái nghị quyết chuyên đề về xây dựng trường chuẩn quốc gia trên địa bàn và đồng thời bên cạnh đó cũng phân công cho các cái tổ chức hội, các khối đoàn thể để mà đỡ đầu giúp đỡ cho các trường trong cái vấn đề mà xây dựng trường chuẩn quốc gia. Xã tập trung vào cái vấn đề mà xây dựng trang cơ sở vật chất, trang thiết bị các trường để là các trường khang trang hơn, hoàn thiện hơn trong cái công tác mà giảng dạy cũng như là sinh hoạt của các học sinh.
Nhờ vận dụng có hiệu quả các nguồn vốn của nhà nước và huy động sự tham gia của các tổ chức cơ sở đảng, đoàn thể, quần chúng nhân dân trong xây dựng nông thôn mới, Minh Hòa đã có thêm những con đường bê tông kiên cố, những cây cầu cho người dân đi lại, những ngôi trường mới khang trang. Đây chính là những hiệu quả thiết thực nhất mà chương trình nông thôn mới mang lại cho người dân huyện miền núi Minh Hòa. Dự báo thời tiết Quảng Bình trưa và chiều ngày 14 tháng 10, khu vực miền núi trời nhiều mây, có mưa vài nơi, gió tây bắc cấp 2, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ. Khu vực đồng bằng ven biển trời nhiều mây, có mưa vài nơi, gió tây bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 28 độ. Khu vực thành phố Đồng Hới trời nhiều mây, có mưa rào và dông, gió tây bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 28 độ. Dự báo thời tiết biển có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6, biển động, sóng biển cao từ 1,5 đến 2,5 m.